Tin vui, Việt Nam đã nhận máy bay mới cực kỳ hiện đại của Mỹ. Thời gian qua, việc nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu và huấn luyện của Không quân Việt Nam đã trở thành chủ đề hot, được báo chí trong nước và cả quốc tế luận bàn rất nhiều. Thực tế thì chúng ta đã ký vào hợp đồng mua bán máy bay quân sự từ vài năm trước, nhưng tiến độ bàn giao không được nhanh như dự kiến. Cụ thể, vào năm 2021, chúng ta đã ký tới hai hợp đồng lớn với các đối tác nước ngoài. Hợp đồng thứ nhất là mua 12 chiếc L-39NG của SAC và hợp đồng thứ hai là mua 12 chiếc T-6CT2 của Mỹ. Từ đầu năm đến nay, SAC đã bàn giao gần đủ số máy bay L-39NG cho Việt Nam, nhưng tin tức về những chiếc T-6CT2 của Mỹ thì vẫn bật vô âm tín. Tuy nhiên, không để chúng ta phải đợi tới sang năm. Mới đây, các nguồn tin đã xác nhận những chiếc T-6C đầu tiên đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam, sẵn sàng phục vụ quân đội ta. Cụ thể thế nào thì mọi người hãy cùng với mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Theo báo chí đưa tin, vào trưa ngày 18 tháng 11, 5 chiếc máy bay cánh quạt T-6CT2 được Mỹ đóng mới hoàn toàn đã về đến Việt Nam. Các máy bay này sơn màu xanh dương, hai ghế ngồi và đều có phù hiệu Không quân Nhân dân Việt Nam trên thân và cánh. Máy bay mang các số hiệu lần lượt là 601, 602, 603, 604 và 605. Dữ liệu từ các trang chuyên theo dõi lịch trình di chuyển của các chuyến bay cho thấy 5 chiếc máy bay này cất cánh từ phi trường quốc tế Don Muang ở Bangkok, Thái Lan, nơi mà các máy bay quá cảnh vào sáng ngày 18 tháng 11 và mất 2 giờ bay để đến sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam. Trước đó, trang Airliner dẫn dữ liệu bay cho hay, sau khi khởi hành từ bang California của Mỹ, các máy bay này đã quá cảnh ở các quốc gia châu Âu như Scotland, Anh, Pháp, các nước Trung Đông, sau đó đến Ấn Độ, Thái Lan để tiếp nhiên liệu. Và điểm đến cuối cùng của chúng chính là Việt Nam, Aeroport. Cách giao hàng này có lẽ sẽ khiến cho một số người cảm thấy kỳ lạ, nhưng đó vốn là cách làm của Mỹ và một số nước phương Tây. Các nhà thầu quốc phòng của Mỹ thường cho máy bay của mình bay từ nơi sản xuất tới nước sở tại. Việt Nam trước đây cũng từng nhận thủy phi cơ mua từ Canada theo cách này. Những chiếc máy bay này là một phần của thỏa thuận của ta với Hoa Kỳ vào năm 2021 và cũng theo một trang báo nước ngoài thông tin. Thì bây giờ chúng ta nhận 5 chiếc đầu tiên, nhưng dự kiến phải đến năm 2027, công ty Textron Aviation Defense mới hoàn tất việc giao tất cả 12 máy bay cho Việt Nam. Phiên Mỹ cũng đã từng xác nhận điều này. Hồi tháng 12 năm 2022, Trưởng tướng Không quân Mỹ Sarah Rous, trong khi tham gia triển lãm quốc phòng ở Việt Nam, đã tiết lộ Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam 12 chiếc máy bay huấn luyện T-6 hoàn toàn mới trong giai đoạn từ năm 2024. Kế hoạch là sẽ chuyển giao 3 chiếc đầu tiên trong quý đầu năm 2024. 2 hoặc 3 chiếc nữa sẽ được giao vào cuối năm đó. Số còn lại sẽ được giao vào năm 2027. Nhiệm vụ của T-6CT2 sau khi vào biên chế là hiện đại hóa lực lượng không quân Việt Nam, tăng cường đào tạo phi công và giám sát hàng hải quốc gia, được trang bị hệ thống tiên tiến. Cặp máy bay T-6C này sẽ tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tăng cường phòng thủ quốc gia. Trang Australia Defense dẫn lời tiến sĩ Stephen Burgess, giáo sư nghiên cứu an ninh quốc tế tại Đại học Chiến tranh Hàng không Hoa Kỳ, cho hay, các phi công của lực lượng phòng không không Việt Nam thường xuyên bay qua đảo Phú Lâm do Trung Quốc kiểm soát ở quần đảo Hoàng Sa, nhìn theo đường thẳng và không thể bay trong thời tiết khắc nghiệt hoặc vào ban đêm. Vấn đề này cho thấy những hạn chế của lực lượng không quân trên Biển Đông và nhu cầu về loại máy bay T-6 này, cũng như đào tạo phi công chuyên sâu. Trước khi tiếp nhận máy bay, chúng ta cũng đã cử phi công tới Mỹ để trải qua một chương trình đào tạo bài bản. Hoa Kỳ và Việt Nam đã thiết lập một chương trình lãnh đạo hàng không cho cán bộ sĩ quan quân, chủng phòng không không quân kéo dài trong 3 năm qua, và chỉ tuyển sinh 2 đến 3 học viên cùng một lúc. Trong quá trình học tập, có thêm chương trình đào tạo tiếng Anh để nâng cao trình độ thành thạo lên tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, còn có chương trình đào tạo về quản lý quan hệ đối tác, văn hóa hàng không và an toàn, cũng như năng lực hàng không, quản lý rủi ro và bảo dưỡng. Một nhóm phi công Việt Nam ban đầu đã tham gia khóa đào tạo tiếng Anh, đào tạo phi công của Không quân Hoa Kỳ và đào tạo huấn luyện phi công với phi đội huấn luyện bay số 559 tại căn cứ Không quân Randolph, Texas. Khóa đào tạo tiếp theo được tiến hành trên máy bay mô phỏng T-6C và máy bay thực tế của Không quân Hoàng gia Thái Lan tại căn cứ Chiang Mai trước khi máy bay được bàn giao cho Việt Nam. Sau khi những chiếc máy bay T-6C đầu tiên đến Việt Nam, Textron Aviation Defense sẽ tiếp tục cung cấp thêm khóa đào tạo tại sân bay Lữ Dụng Phan Thiết ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc đào tạo phi công cho lực lượng không quân Việt Nam, những chiếc T-6C mới còn đảm nhiệm được vai trò giám sát hàng hải, sẽ yêu cầu bổ sung thiết bị liên lạc và dẫn đường, đi kèm thùng nhiên liệu bên ngoài. Trung đoàn 920 sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm khai thác máy bay huấn luyện T-6C để được cung cấp. Lần tiếp nhận máy bay T-6C này thực sự mang đến rất nhiều ý nghĩa trọng đại, không chỉ với không quân Việt Nam mà còn với quan hệ Việt-Mỹ. Việc Mỹ chuyển giao các máy bay huấn luyện quân sự này cho thấy mức độ tin cậy ngày càng gia tăng giữa hai nước. Trước đây, Việt Nam rất ít sử dụng vũ khí Mỹ và việc Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam cách đây không lâu là một bước ngoặt. Điều này phản ánh mong muốn của Việt Nam trong việc cân bằng các mối quan hệ quốc tế
bao gồm cả hợp tác quân sự. Trong khi Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước Đông Nam Á để củng cố vị thế tại khu vực, Việt Nam cũng có cơ hội tận dụng quan hệ và kinh nghiệm từ một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Sự kiện này cũng đánh dấu một xu hướng rõ ràng trong chính sách quốc phòng của Việt Nam hiện nay, đó là tìm kiếm các nguồn cung cấp thiết bị quân sự đa dạng, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các nhà cung cấp truyền thống như Nga. Hơn nữa, nhu cầu hiện đại hóa không quân của Việt Nam thời điểm này là rất bức thiết. Trong bối cảnh một máy bay huấn luyện Yak 130 vừa gặp sự cố kỹ thuật và rơi tại Bình Định gần đây, việc sở hữu các máy bay huấn luyện hiện đại như T-6C trở thành yếu tố cấp thiết để nâng cao chất lượng đào tạo và an toàn bay. Trung đoàn 920 thuộc Trường Sĩ quan Không quân được cho là đơn vị đầu tiên tiếp nhận và khai thác các máy bay T-6C. Trung đoàn này đã di chuyển từ sân bay Cam Ranh đến sân bay Phan Thiết hồi tháng 8 năm nay nhằm chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất và nhân lực cho việc vận hành loại máy bay mới này. Trung đoàn Không quân 920 được thành lập vào ngày 12 tháng 11 năm 1975. Trung đoàn trực thuộc Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng phòng Không không quân đào tạo phi công quân sự và là trường duy nhất trong khu vực Đông Nam Á đào tạo phi công quân sự. Trung đoàn này còn tham gia đào tạo học viên phi công quân sự cho các nước Lào và Campuchia tiểu. Từ khi được thành lập đến nay, trung đoàn đã đào tạo được hàng trăm chỉ huy bay, chỉ huy cất hạ cánh và trên 36 khóa học viên với gần 1.000 phi công quân sự cho Tổ quốc, góp phần tăng cường lực lượng, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng phòng Không không quân. Với thành tích đó, trung đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Thông tin thêm cho mọi người được biết, T-6C là dòng máy bay hạng nhẹ hai chỗ ngồi được phát triển trong thập niên 1999 dựa trên mẫu Pilatus PC-9 của Thụy Sĩ do tập đoàn Raytheon Mỹ chế tạo. Nó được đưa vào biên chế quân đội Mỹ từ năm 2001, thay cho mẫu Senna T-37B của Không quân và T-34C Turbo Mentor của Hải quân. Hiện nay, dây chuyền lắp ráp máy bay huấn luyện T-6C vẫn đang hoạt động với hơn 800 chiếc được xuất xưởng, với giá thành rất rẻ, chỉ khoảng hơn 4 triệu đô la mỗi chiếc. Trong thành phần chiến đấu của Không quân Mỹ, phi đội T-6C hiện có quân số lên tới hàng trăm chiếc. Dòng máy bay này được đánh giá rất cao về độ tin cậy và chi phí khai thác rẻ. Cho đến nay đã có rất nhiều phiên bản T-6 được xuất xưởng, mà chủ lực là dòng T-6A để huấn luyện phi công và sĩ quan điều khiển vũ khí cho Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Cùng với đồng minh đối tác, với các máy bay T-6A, học viên phi công có điều kiện làm quen, phát triển kỹ năng cơ bản để theo học các khóa đào tạo nâng cao về sau. Đây là dòng máy bay có tính năng điều khiển đơn giản để bảo đảm an toàn, hạn chế tai nạn do lỗi phi công. Khi huấn luyện, học viên phi công ngồi buồng trước, sĩ quan huấn luyện ngồi giám sát phía sau. Tùy theo nhiệm vụ, vị trí này có thể thay đổi và máy bay có khả năng hoạt động chỉ với một điều khiển. Một lần nữa vỗ tay cho bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa không quân của Việt Nam. Nói tới nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam, có lẽ nhiều người vẫn cho rằng chúng ta tạo ra đủ sản phẩm để phục vụ quân đội nước nhà đã là tốt lắm rồi, chứ chưa nói tới việc xuất khẩu ra thế giới. Dù trong nhiều năm trở lại đây, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước đã bán được không ít khí tài và công nghệ tiên tiến cho các đối tác nước ngoài, nhưng giá trị các đơn hàng này chưa thực sự quá lớn. Tuy nhiên, điều này có vẻ đang dần dần thay đổi khi mà mới đây, một doanh nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã ký một đơn hàng cực khủng có giá trị lên tới 1 tỷ đô la cho đối tác Mỹ. Các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Thực sự là 1 tỷ đô la cho một đơn hàng xuất khẩu quốc phòng, con số lớn nhất từ trước đến nay mà chúng ta đạt được. Cụ thể thế nào, mọi người hãy cùng với tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu ngay từ nào, theo tạp chí Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế, vừa qua tại Hà Nội, Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng GAES thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng cung cấp vật liệu nổ cho đối tác đến từ Hoa Kỳ với giá trị gần 1 tỷ đô la. Dự lễ ký kết có Trung tướng Hồ Quang Tuấn, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cùng các thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng và đơn vị thuộc Tổng cục, cũng như đại diện công ty Loading Republic Inc. từ Hoa Kỳ. Theo hợp đồng ký kết giữa Tổng công ty GAES và công ty Loading Republic Inc., sản phẩm sẽ được cung cấp từ nhà máy Z-195 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong vòng 5 năm từ 2024 đến 2029. GAES sẽ cung cấp số lượng lớn sản phẩm hóa nổ cho đối tác với giá trị hơn 540 triệu đô la. Sản phẩm do GAES cung cấp phải là hàng mới 100 Portier, không sản xuất trước năm 2023 và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe do đối tác đặt ra. Các lô hàng tiếp theo có ngày sản xuất không sớm hơn năm giao hàng liền kề và phải được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn xuất khẩu, bao bì hoặc niêm phong kín để bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Bên cạnh đó, Tổng công ty GAES cũng ký hợp đồng cung cấp cho công ty Loading Republic Inc. hàng chục nghìn tấn sản phẩm hóa nổ từ nhà máy Z-113 cũng thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong thời gian từ 2025 đến 2030 với tổng giá trị gần 360 triệu đô la. Các hợp đồng này sẽ được thanh toán bằng điện chuyển tiền quốc tế ta và thư tín dụng xác nhận không hủy ngang Elocton. Tổng giá trị của hai hợp đồng vừa ký kết đạt gần 1 tỷ đô la.
Đây là chương trình hợp tác kinh tế lớn nhất từ trước đến nay trong việc xuất khẩu sản phẩm do các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng sản xuất, đánh dấu bước đột phá trong việc thực hiện chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế và ngược lại. Đây cũng là tiền đề quan trọng để mở ra cơ hội đẩy mạnh sản xuất đa dạng các sản phẩm phục vụ xuất khẩu tại các đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Nền Định. Có thể thấy, nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam hiện nay không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đang từng bước tiến ra thị trường thế giới rộng lớn. Các đơn hàng trước đây thường chỉ giới hạn với các đối tác ở Đông Nam Á, nhưng giờ đây, phía Mỹ cũng đã tin tưởng vào các doanh nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Điều này chắc chắn sẽ là viên gạch vững chắc cho các hợp tác lớn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hoang mang không biết chúng ta bán vật liệu nổ cho Mỹ cụ thể là bán cái gì. Nói đơn giản, đó chính là thuốc nổ, một yếu tố cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong sản xuất vũ khí đạn dược. Với danh tiếng của công ty Loading Republic Inc., có lẽ thuốc nổ mà họ mua từ Việt Nam là để sản xuất đạn pháo, bom hoặc tên lửa do Mỹ chế tạo. Thực tế, doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam đã từng xuất khẩu nhiều đơn hàng vật liệu nổ cho các đối tác quốc tế, nhưng giá trị của các đơn hàng trước đây chưa đủ lớn, nên việc này thường được giữ kín. Vật liệu nổ thường chỉ được xem là một thành phần trong quá trình sản xuất vũ khí, ít người quan tâm đến chúng. Tuy nhiên, với đơn hàng lần này có giá trị gần 1 tỷ đô la và đối tác là Mỹ, sự chú ý trở nên đáng kể. Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng KS được biết đến là đầu mối duy nhất của Bộ Quốc phòng và là một trong hai đơn vị trên cả nước được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nền kinh tế quốc dân. Đây cũng là thế mạnh đặc trưng của GET. Tính đến nay, GET đã trải qua 60 năm xây dựng và phát triển. Trong suốt chặng đường đó, những người lính trên mặt trận kinh tế không ngừng đổi mới, từng bước khẳng định thương hiệu, uy tín, đáp ứng tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp được xác định là một trong hai nhiệm vụ chính trị trọng tâm của GET, làm nên tên tuổi của doanh nghiệp quốc phòng này với các đối tác trong và ngoài nước. Hiện nay, GET là đơn vị duy nhất của quân đội và là một trong hai đơn vị trong cả nước được nhà nước cho phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nền kinh tế quốc dân với các nhiệm vụ kinh doanh vật liệu nổ, phụ kiện nổ, vận tải thuốc nổ công nghiệp, hàng hóa dịch vụ kho bãi, phục vụ các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, khai thác khoáng sản, mỏ đá, sản xuất măng và vật liệu xây đường với các đơn vị lực lượng các đơn vị lớn vỡ. Với bề dày truyền thống và kinh nghiệm, suốt những năm qua, hoạt động kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp của GET luôn phát triển ổn định, đóng góp to lớn vào việc hoàn thành những công trình trọng điểm quốc gia. GET đã tiến hành nổ mìn và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, mỏ khoáng sản, mỏ đá, phục vụ sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng. Tổng công ty trúng thầu làm dịch vụ nổ mìn công nghiệp, cung cấp các dịch vụ về vật liệu nổ công nghiệp và thiết bị, hóa chất cho ngành dầu khí, cung cấp các dịch vụ tư vấn, giám sát các ảnh hưởng nổ mìn, chấn động và tai biến địa chất. Với nỗ lực không ngừng vươn lên, sản lượng tiêu thụ của GET năm sau luôn cao hơn năm trước, khoảng hơn 40.000 tấn thuốc nổ một năm. Năm 2022, GET tiêu thụ được gần 48.000 tấn thuốc nổ, doanh thu đạt hơn 200 tỷ đồng. Còn năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 hoành hành, tổng công ty GET vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tiêu thụ thuốc nổ công nghiệp, đạt 44.200 tấn, tăng 5% so với năm 2020. Trong những năm qua, tổng công ty cũng tích cực phát triển thị trường, mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết, xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp sang Lào và một số thị trường khác nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, góp phần duy trì và bảo toàn năng lượng sản xuất công nghiệp quốc phòng. Không bằng lòng với những gì đã đạt được, GET cũng từng ngày mở rộng hoạt động cung ứng, tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp toàn cầu. Tổng công ty đã mở rộng thêm các dịch vụ về vật liệu nổ công nghiệp như dịch vụ khoan nổ mìn chọn gói, đo địa chấn, chấn động nổ mìn, thiết bị và hóa chất trong ngành dầu khí. Với tư duy sáng tạo, tích cực, chủ động, cùng với các giải pháp kỹ thuật hiện đại đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao như nổ mìn dưới nước, dịch vụ nổ mìn khoan nổ mìn chọn gói của GET đã được khách hàng đánh giá cao, tạo nên tiếng vang lớn đối với thị trường trong nước và khu vực. Trong điều kiện nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu nổ hiện nay rất khan hiếm, GET đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tìm nguồn, đảm bảo cung ứng kịp thời vật liệu nổ công nghiệp cho khách hàng, giữ vững được thị trường. Càng trong khó khăn, GET càng cho thấy tinh thần người lính trên mặt trận kinh tế là lực lượng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Những người lính mang trong mình phẩm chất bộ đội Cụ Hồ với tính tổ chức kỷ luật thép đã, đang và sẽ tiếp tục viết nền những trang sử hào hùng trong thời gian tới. Giống như câu nói, lửa thử vàng giang hữu sức, ký nhận đóng góp tổng thích GET đã được đảng nhà hữu sức, công nhận. Với thành tích ký được hợp đồng lớn lần này đối với đối tác Mỹ, GET đã tiếp tục tạo nên dấu ấn mới trên chặng đường chinh phục thị trường thế giới. GET không chỉ kiếm được ngoại tệ về cho nền kinh tế đất nước, mà còn chứng minh rằng chúng ta làm chủ những thành phần cốt lõi tạo ra đạn pháo, đạn tên lửa. Một lần nữa, xin chúc mừng thành tích mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Nói về nền kinh tế của Việt Nam hiện nay, truyền thông nước ngoài đặt cho chúng ta biệt danh là con hổ mới ở châu Á, khẳng định rằng Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế đang trỗi dậy và có vai trò quan trọng trong khu vực. Và những năm 2000, người ta cũng gọi Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Hồng Kông với cái tên như vậy. Và giờ đây, bạn đã biết họ đứng ở đâu trên bản đồ kinh tế thế giới rồi đấy.
cảnh giác trước sự trỗi dậy của Việt Nam, truyền thông Trung Quốc gần đây ít xuất hiện những bài viết chê bai chúng ta còn nghèo nàn lạc hậu nữa. Thay vào đó là những bài phân tích khách quan hơn, ví dụ như một bài viết mới đây trên trang Toutiao với tựa đề "Đừng đánh giá thấp Việt Nam". Thực tế, tham vọng của Việt Nam rất lớn. Hôm nay, chúng ta hãy cùng mổ xẻ bài viết này để xem phía Trung Quốc nói gì về tiềm năng phát triển của Việt Nam nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Tác giả bài viết tập trung phân tích kinh tế của Việt Nam dựa trên hai khía cạnh chính, logistics và lao động giá rẻ. Cụ thể, người này viết, tất cả chúng ta đều biết nền kinh tế hiện đại phụ thuộc vào vận tải biển đến mức nào, bởi vì vận tải biển là phương thức vận tải chính của ngành hậu, cần hiện đại. Mặc dù vận chuyển hàng không cũng có thể thực hiện được và nhanh hơn, nhưng không có phương thức vận chuyển nào rẻ hơn vận chuyển đường biển. Nền kinh tế của ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc bị hạn chế do không có đường biển, khiến tốc độ phát triển kinh tế từ lâu đã thấp hơn tất cả các thành phố khác trong nước. Điều này cho thấy tầm quan trọng của cảng biển đối với nền kinh tế của một quốc gia. Rất may mắn là năm nay, Trung Quốc đã thuê được cảng biển Vladivostok của Nga, giúp giải quyết phần nào vấn đề này. Các ví dụ trên minh họa tầm quan trọng của việc tiếp cận đường biển đối với một quốc gia là chắc hẳn là quốc gia hiểu rõ sự khó khăn của một nước không giáp biển nhất trong khu vực. Các bạn biết đấy, không có biển thì rất khó để phát triển kinh tế. Tính ra, vận tải hàng không đắt hơn ít nhất 3 lần so với vận tải đường biển cho cùng một khối lượng hàng hóa. Những phương tiện vận tải hàng không còn bị hạn chế về trọng tải, trong khi chỉ có vận tải đường biển mới được xem là vua của vận tải hàng hóa. Khoảng 65% vận tải hàng hóa trên thế giới phụ thuộc vào vận tải đường biển. Và khi nhìn vào bản đồ Việt Nam, các bạn sẽ thấy họ có lợi thế lớn như thế nào. Tham vọng của Việt Nam trong ngành logistics chắc chắn sẽ nở rộ và kéo theo sự phát triển kinh tế của quốc gia này. Ngoài lợi thế vị trí địa lý, Việt Nam còn đang hưởng lợi từ việc mức lương lao động tại Trung Quốc tăng cao trong những năm gần đây. Việt Nam chắc chắn cảm nhận rằng cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến. Vì nhờ vậy, lực lượng lao động giá rẻ ở Việt Nam ngày càng được chú ý. Nhiều công ty sản xuất đơn giản, cả trong nước và quốc tế, đã bị thu hút bởi Việt Nam. Trước đây, các ngành sản xuất lớn như giày dép, mũ nón, quần áo, lắp ráp phụ kiện điện thoại vốn tập trung ở Trung Quốc. Nay phần lớn đã được chuyển sang Việt Nam nhờ giá thuê đất đai rẻ hơn, nhân công rẻ hơn và chính sách thuế thuận lợi hơn. Thực tế, Việt Nam đã nuôi tham vọng từ lâu. Hơn một thập kỷ trước, Việt Nam bất chấp sự phản đối của Trung Quốc đã liên kết với vốn nước ngoài để bí mật khai thác dầu khí trên vùng lãnh hải và vùng kinh tế của mình. Xét về tốc độ phát triển trong 30 năm qua, Việt Nam là nước duy nhất gần đuổi kịp tốc độ phát triển của Trung Quốc. Do quy mô nền kinh tế của Việt Nam nhỏ hơn, không thể loại trừ khả năng tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ vượt qua Trung Quốc. Vì vậy, chúng ta không thể đánh giá thấp Việt Nam một quốc gia cần được quan sát kỹ lưỡng. Đầu tiên, phải kể đến ngành logistics của Việt Nam, vốn được ví như mạch máu của nền kinh tế quốc dân, đóng góp 4,5% vào tăng trưởng GDP năm 2022. Việt Nam nằm ngay cạnh Biển Đông, một cầu nối thương mại đặc biệt quan trọng trên bản đồ hàng hải thế giới. Trong 39 tuyến đường hàng hải đang hoạt động trên toàn cầu, có đến 29 tuyến đi qua địa phận Biển Đông. Trong 10 tuyến hàng hải lớn nhất thế giới, khu vực Biển Đông có 1 tuyến đi qua và 5 tuyến có liên quan. Trung bình mỗi ngày có khoảng 250-300 lượt tàu biển vận chuyển qua Biển Đông, chiếm 25% lưu lượng tàu lớn hoạt động trên các vùng biển toàn cầu. Đối với Việt Nam, dọc theo 3.260 km bờ Biển Đông là nhiều khu vực có tiềm năng xây dựng cảng biển. Một số địa điểm cảng nước sâu như Cái Lân, Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Lạch Huyện, Đình Vũ, Cát Hải, Đồ Sơn, Nghi Sơn, Cửa Lò, Hòn La, Vũng Áng, Dương Mây, Đà Nẵng, Dung Quất, Vân Phong, Cam Ranh, Vũng Tàu, Thị Vải. Điều này giúp hàng hóa xuất và nhập khẩu của Việt Nam không cần phải quá cảnh qua các nước láng giềng. Ngược lại, hàng hóa của vùng Đông Bắc, Thái Lan, Lào, Campuchia và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc xuất khẩu sang những nước khác có tiềm năng quá cảnh và tạm thời lưu kho trên lãnh thổ Việt Nam. Khi nói về logistics, ngoài các dịch vụ giúp lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế, logistics còn bao gồm các khoản đầu tư của doanh nghiệp về trang thiết bị, nhà xưởng, hạ tầng bến bãi. Những yếu tố này đang cấu thành trực tiếp vào sự tăng trưởng GDP của quốc gia Việt Nam. Việc đầu tư không dừng lại ở việc dịch chuyển dòng vốn quốc tế vào Việt Nam, mà đi cùng với đó là việc chuyển giao công nghệ cũng như trang thiết bị, máy móc nhằm phục vụ cho các hoạt động logistics. Theo số liệu thu thập, Bình Dương, Long An và Bắc Ninh là nhóm 3 tỉnh thu hút vốn đầu tư nhiều nhất vào ngành logistics trong các năm vừa qua. Các quốc gia như Singapore, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc cũng là những cái tên dẫn đầu trong nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam chỉ xét trong lĩnh vực logistics. Đi cùng với đó là các xí nghiệp, nhà máy, các ngành công nghiệp từ các quốc gia này đã đổ bộ và mở rộng quy mô tại Việt Nam. Tiếp đó là lao động giá rẻ, kỷ nguyên lao động giá rẻ Trung Quốc đã chấm dứt và tạo cơ hội cho Việt Nam. Với 51,7 triệu người ở độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên, độ tuổi lao động trung bình là 32 tuổi.
độ tuổi lao động sung sức và tham gia vào thị trường tích cực nhất sẽ thúc đẩy thương mại bán lẻ Việt Nam tăng trưởng nhiều hơn. Các khu công nghiệp tại Việt Nam hiện đã đón nhận làn sóng đầu tư đến từ các doanh nghiệp điện tử toàn cầu từ sớm như Panasonic, LG Display, Canon, Samsung, Fuji Xerox và gần đây là các tập đoàn như Pegatron, Gore-Tex, Jinko Shola. Việt Nam cũng đứng trước cơ hội nâng tầm giá trị chuỗi cung ứng của nhà sản xuất và đây chính là thời cơ vàng để tăng GDP của vùng. Đặc biệt, vừa qua trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mang đến thỏa thuận về hợp tác toàn diện và phát triển thị trường sản xuất công nghệ cao và bán dẫn giữa hai quốc gia. Với các đặc điểm địa lý thuận lợi cũng như cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển mạnh mẽ và hàng loạt chính sách thúc đẩy đầu tư từ chính phủ, có thể nói Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết để thu hút loài ông chúa đến làm tổ và đóng góp hơn nữa vào GDP quốc gia. Với những điều kiện hấp dẫn trên, Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với Dubai và Hồng Kông, thậm chí là Singapore hay Thượng Hải. Không chỉ phấn đấu trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa toàn cầu, Việt Nam còn đóng vai trò là một mắt xích quan trọng như cánh tay nối dài của công xưởng thế giới. Bên cạnh đó, đầu tư xanh cũng đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2021, Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ ba thế giới về lắp đặt công suất điện gió ngoài khơi mới, chỉ sau Trung Quốc và Vương quốc Anh. Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2021 cũng cho thấy Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Nếu nhìn lại bốn con hổ châu Á hiện nay gồm Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Hồng Kông, trong giai đoạn từ năm 1960 đến 1990, các nước này ghi nhận mức tăng trưởng trung bình khoảng 6% mỗi năm. Tốc độ này đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và công nghiệp hóa của ông Trần. Trong trường hợp của Việt Nam, kể từ năm 1986, thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới, đến năm 2019, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,55% mỗi năm, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Dù đại dịch COVID-19 bùng phát, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn duy trì ở mức dương, điều mà ít quốc gia đạt được trong 2 năm vừa qua. Những yếu tố này giúp Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng trở thành con hổ mới của châu Á trong tương lai. Việt Nam đang trên con đường mở cửa và hội nhập với mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao toàn cầu, đặc biệt là lĩnh vực chip bán dẫn. Sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhiều tập đoàn lớn đã đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, một sự kiện gần đây khiến không ít người lo lắng, Intel, một trong những hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ, đã hủy bỏ kế hoạch đầu tư lớn tại Việt Nam. Theo Reuters, Intel đã từ bỏ khoản đầu tư mở rộng nhà máy lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip tại Việt Nam, vốn là nhà máy lớn nhất của hãng trên toàn cầu. Việt Nam từng kỳ vọng Intel sẽ mở rộng hoạt động hơn nữa, đặc biệt sau khi Tổng thống Biden công bố các thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp chip Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9. Trong chuyến thăm này, Nhà Trắng đã tiết lộ nhiều sáng kiến và khoản đầu tư mới từ các công ty chip Mỹ, bao gồm Amkor, Synopsys và Marvell. Tuy nhiên, Intel không được nhắc đến trong danh sách này. Ngay sau chuyến thăm, giới chức Mỹ đã thông báo về việc Intel tạm dừng kế hoạch mở rộng tại Việt Nam trong một cuộc thảo luận với các doanh nhân và chuyên gia cao cấp. Một nguồn tin hiểu rõ vấn đề này đã xác nhận thông tin trên với Reuters. Thậm chí, theo Reuters, quyết định này được Intel đưa ra từ tháng 7, tức là trước chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, đồng thời lý do không được hãng nêu rõ. Một nguồn tin thứ hai có mặt trong những cuộc họp gần đây giữa các công ty Mỹ và các quan chức hàng đầu của Việt Nam, cho biết Intel đã bày tỏ mối lo ngại về sự ổn định của nguồn cung cấp điện và tình trạng quan liêu quá mức. Một trong những cuộc họp đó diễn ra vào tuần trước tại Hà Nội, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Lưu Quang. Khi được Reuters trực tiếp đặt câu hỏi về kế hoạch này, Intel từ chối bình luận nhưng nhấn mạnh rằng Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong hoạt động sản xuất toàn cầu của hãng khi nhu cầu về chất bán dẫn tăng lên. Động thái quay xe của Intel sẽ gây ảnh hưởng đến kỳ vọng ngày càng lớn của Việt Nam trong việc đóng một vai trò quan trọng hơn trong ngành bán dẫn toàn cầu. Trên thực tế, quyết định của Intel được đưa ra sau khi hãng công bố các khoản đầu tư lớn vào châu Âu vào tháng 6 năm 2023. Cùng thời gian đó, Việt Nam đã gặp phải tình trạng thiếu điện, buộc nhiều nhà sản xuất phải tạm thời đình chỉ sản xuất. Mặt khác, Intel cũng đang mở rộng đầu tư vào lĩnh vực đóng gói chip tại Malaysia, một trong những đối thủ chính của Việt Nam ở Đông Nam Á. Các chuyên gia quốc tế chia sẻ với Reuters rằng Việt Nam không nên chủ quan tin rằng bởi vì Intel đã đầu tư ở đây, tức là họ sẽ tiếp tục đầu tư thêm nữa. Rõ ràng, theo Reuters, phía Intel đưa ra hai lý do là thiếu điện và tình trạng quan liêu. Chúng ta sẽ cùng phân tích điều này có chính xác hay không, hay là phía Intel dọa hủy đầu tư để muốn đòi hưởng đặc quyền nào đó với chính phủ Việt Nam. Thứ nhất, về tình trạng thiếu điện, Việt Nam vẫn đang phụ thuộc vào nguồn cung cấp điện từ thủy điện, nhiệt điện và điện gió. Việt Nam chưa sẵn sàng phát triển điện hạt nhân do lo ngại về nguy cơ mất an toàn.
Đối với các nguồn cung cấp điện từ thiên nhiên, ảnh hưởng của hiện tượng El Niño đã khiến tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 15% đến 35%, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 15% đến 40% và khu vực Tây Nguyên thấp hơn từ 10% đến 25% so với trung bình nhiều năm. Do đó, trong đợt mùa hè nắng nóng, tình trạng cắt điện luân phiên đã diễn ra, tuy nhiên, điện vẫn được ưu tiên cho sản xuất và công nghiệp trước tiên. Thiếu điện là sự thật, nhưng vấn đề này không lớn bởi vì những năm trước đây, khi không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Niño, Việt Nam cơ bản vẫn đáp ứng đủ điện cho sản xuất. Thứ hai, về tình trạng quan liêu quá mức, đây là một vấn đề nhạy cảm đến sâu. Phía Reuters không nói rõ quan liêu về vấn đề gì, nhưng các chuyên gia Việt Nam nhận định rằng thủ tục đầu tư còn phức tạp và quy trình thực hiện không rõ ràng, nhất là trong bối cảnh các quốc gia khác cũng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tuy nhiên, phía Việt Nam vẫn cam kết tạo điều kiện thuận lợi và luôn có những chính sách ưu đãi cho các công ty nước ngoài đầu tư. Mức thuế tối thiểu toàn cầu được quy định là 15%, áp dụng cho các công ty đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất toàn cầu từ 750 triệu euro hoặc 800 triệu đô la Mỹ trong ít nhất 2 năm của 4 năm liền kề gần nhất. Trong khi đó, thuế suất thu nhập doanh nghiệp phổ thông tại Việt Nam là 20%. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm kể từ khi phát sinh doanh thu. Đối với các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao hoặc các dự án đặc biệt, thời gian áp dụng mức thuế ưu đãi 10% có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn được miễn thuế trong 4 năm đầu và giảm 50% thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được tính liên tục từ năm đầu tiên phát sinh doanh thu. Chung quy lại, mức thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân áp dụng cho các doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam hiện ở mức trung bình 12,3%, thấp hơn nhiều so với thuế suất phổ thông và được xem là một công cụ quan trọng để thu hút đầu tư. Điều này cho thấy mức ưu đãi thuế tại Việt Nam là rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp như Intel. Liên quan đến thông tin Intel dừng mở rộng sản xuất chip tại Việt Nam để chuyển sang các nước khác, một nguồn tin giấu tên từ cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài cho biết, Intel tại thành phố Hồ Chí Minh đã được cấp 40 hectare đất để xây dựng nhà máy. Đến nay, Intel đã sử dụng hết 20 hectare để xây dựng nhà máy và vẫn có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc mở rộng đầu tư của Intel được tính toán trên quy mô toàn cầu, dựa trên tiêu chí của tập đoàn. Những năm qua, Intel đã mở rộng đầu tư ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, không chỉ tại Việt Nam. Dù vậy, Intel vẫn cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong tương lai, còn việc mở rộng ở các nước khác sẽ phụ thuộc vào chiến lược phát triển của tập đoàn trong từng giai đoạn. Vị này nhận định không có chuyện Intel không mở rộng đầu tư ở Việt Nam và chuyển vốn sang nước khác để mở rộng đầu tư. Rất có thể, ngoài hai lý do trên, Intel đang muốn chính phủ Việt Nam tăng thêm các ưu đãi nào đó. Intel và các công ty đa quốc gia khác đã gây áp lực lên chính phủ Việt Nam để cung cấp các khoản tài trợ trị giá hàng triệu đô la Mỹ khi Việt Nam đưa ra mức thuế mới đối với các công ty lớn như một phần của cuộc cải tổ thuế toàn cầu. Các kế hoạch về thuế và trợ cấp vẫn đang trong quá trình thảo luận. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nói với các nhà đầu tư khi họ có ý định chèn ép quá mức Việt Nam rằng rủi ro chúng ta chia sẻ, lợi ích thì hài hòa. Việt Nam rất hoan nghênh sự đầu tư phát triển, nhưng cũng cần cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro một cách cân bằng để hợp tác bền vững. Gần đây, doanh nhân Trương Gia Bình, người được mệnh danh là linh hồn của FPT, đã trả lời về vấn đề Intel hủy kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam Intel. Ông cho rằng điều này không phải là vấn đề lớn, bởi Việt Nam là một quốc gia sản xuất chip, không thể đảo ngược. Chắc chắn rằng các hãng bán dẫn lớn nhất thế giới sẽ lần lượt vào Việt Nam. Ví dụ, Nvidia, hãng bán dẫn có vốn hóa lớn nhất thế giới với 1.135 tỷ đô la Mỹ, là một trong năm công ty toàn cầu có vốn hóa trên 1.000 tỷ đô la Mỹ, vừa đến Việt Nam dự sự kiện FPT Tech Day và thăm nhà riêng ông để dùng cơm tối. Tuy nhiên, việc các công ty có vốn hóa lớn như vậy đầu tư vào Việt Nam vẫn chưa có gì chắc chắn, và cơ hội hay thách thức vẫn cần thêm thời gian để làm rõ. Ngoài ra, mỗi năm, nhà đầu tư Mỹ rót 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài, nhưng vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam trong những năm gần đây chỉ đạt khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ, tình hình cũng chưa có nhiều thay đổi đáng kể. Các chuyên gia khẳng định rằng quả bóng vẫn nằm trong chân của Việt Nam. Vấn đề then chốt là Việt Nam phải cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch hơn, chống tham nhũng tốt hơn và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư. Hiện tại, môi trường đầu tư của Việt Nam chưa thực sự phù hợp với các nhà đầu tư công nghệ cao và công nghệ nguồn. Những lĩnh vực đòi hỏi tính minh bạch cao và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nghiêm ngặt từ các quốc gia phát triển. Vì vậy, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho đầu tư phát triển công nghệ cao trong thời gian tới. Từ khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, thì nhiều luồng suy đoán trái chiều về số phận kinh tế của Việt Nam trong tương lai sẽ như thế nào đã nổ ra.
Một số ít trong đó có cả những bài báo của Trung Quốc đã cho rằng với những định kiến cũ trong nhiệm kỳ trước của mình về thao túng tiền tệ hay là thặng dư thương mại lớn, cũng như là quốc gia trung gian lý tưởng để Trung Quốc né tránh thuế quan của Mỹ, thì nhiệm kỳ tới đây của ông Trump, Việt Nam đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi những chính sách trừng phạt kinh tế từ Mỹ. Thế nhưng mới đây, một nhận định rất đáng tin cậy của một tạp chí uy tín tại Mỹ đã phá tan những luận điệu tăm tối này. Theo đó, thì ngày 21 tháng 11, trên tờ báo VNflute đã đăng tải bài viết với tựa đề truyền thông Mỹ nhận định Việt Nam có cơ hội kinh doanh lớn trong thời gian tới. Bài viết cho biết, theo trang forbes.com, Việt Nam có nhiều lợi thế so với các đối thủ khác trong khu vực như Ấn Độ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump cam kết dịch chuyển toàn bộ ngành công nghiệp trở về nước Mỹ. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra và nếu có, chắc chắn không ở quy mô và tốc độ mà ông Trump mong muốn. Vì vậy, hoạt động sản xuất đó có lẽ sẽ không quay trở lại Mỹ mà sẽ được dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nếu trước đây hàng hóa được sản xuất tại Trung Quốc thì giờ sẽ được sản xuất tại Việt Nam. Đây là một đánh giá rất tích cực về sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai tới đây. Vậy cụ thể nội dung bài viết này là gì? Nó có phản ánh đúng tình hình thực tế của chúng ta hay không? Việc Việt Nam là một sự lựa chọn tối ưu cho sự dịch chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc có đến từ lý do quan trọng nào? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích qua video số này. Theo trang forbes.com của Mỹ, nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã mở cửa cho các tập đoàn lớn. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ có cơ hội kinh doanh lớn hơn nữa dưới thời chính quyền ông Trump. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump cam kết dịch chuyển toàn bộ ngành công nghiệp trở về nước Mỹ. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra, và nếu có, chắc chắn không ở quy mô và tốc độ mà ông Trump mong muốn. Thay vào đó, một kịch bản có thể xảy ra, Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi chính từ những chính sách này. Ông Jason Miller, giáo sư quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học bang Michigan, nhận định rằng nếu trước đây hàng hóa được sản xuất tại Trung Quốc, thì giờ đây sẽ được sản xuất tại Việt Nam. Hoạt động sản xuất đó sẽ không quay trở lại Mỹ. Dưới thời chính quyền Trump 1.0, các tập đoàn lớn như Apple, Ford, Intel đã chuyển hướng sang Việt Nam để đa dạng hóa mục sản xuất. Bài viết cho rằng Việt Nam vẫn còn có lợi thế khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống. Theo trang web forbes.com, Việt Nam có một số lợi thế so với các đối thủ khác trong khu vực như Ấn Độ. Việt Nam có khả năng và thực sự đã nhanh chóng xây dựng khung chính sách mới thân thiện với doanh nghiệp. Việt Nam còn có vị trí địa lý thuận lợi khi sở hữu 3 trong số 50 cảng biển nhộn nhịp nhất thế giới và giáp với Trung Quốc, giúp cho các hoạt động thương mại logistics giữa hai nước trở nên dễ dàng hơn. Việt Nam là nước hiếm hoi trong khu vực, có hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Việt Nam cũng đang gấp rút nâng cấp hạ tầng trọng yếu để hỗ trợ các dự án lớn và được các nhà đầu tư nước ngoài hoan nghênh. Gần đây, ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn thúc đẩy sản xuất của Mỹ và khiến cho hàng hóa xuất khẩu ở nước ngoài trở nên đắt đỏ hơn khi nhập khẩu vào Mỹ, trong đó cảnh báo đánh thuế 6% đối với các hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc và 20% đối với hàng hóa được sản xuất ở các nước khác. Ông Trần Ngọc Anh, giáo sư quản trị Đại học Indiana, Mỹ, cho biết một trong những cách thức hàng đầu để Việt Nam có thể biến các quy định thương mại mới nghiêm ngặt này trở thành lợi thế là hướng đến các tập đoàn đa quốc gia, vì những tập đoàn này sẽ mang theo hệ sinh thái nhà cung cấp riêng và tập trung vào các mặt hàng có giá trị cao. Ông nêu rõ Việt Nam nên ưu tiên những tập đoàn mà sẽ kéo theo các công ty khác đến Việt Nam đền bù. Nếu như Apple đến Việt Nam, sẽ có rất nhiều nhà cung cấp khác muốn gần gũi với Apple. Những công ty này sẽ giúp Việt Nam chuyển sang lĩnh vực công nghệ cao hơn. Thay vì sản xuất giày dép, dệt may, Việt Nam cần hướng đến công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo AI và chất bán dẫn. Vâng, đây là toàn bộ bài viết ngày 21 tháng 11 trên VNflute và kèm theo những trích dẫn của tạp chí Forbes của Mỹ nói về những nhận định về nền kinh tế Việt Nam dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump 2.0. Vậy thì bài viết có phản ánh đúng với tình hình thực tế hay không? Có thể khẳng định nội dung bài viết hoàn toàn sát với tình hình thực tế. Bài viết cho biết trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump cam kết dịch chuyển toàn bộ các ngành công nghiệp trở về nước Mỹ. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra. Và nếu có, chắc chắn ở quy mô và tốc độ mà ông Trump muốn. Bởi vì khi dịch chuyển toàn bộ ngành công nghiệp về nước Mỹ thì mọi thứ sẽ bắt đầu từ con số 0. Chính vì vậy sẽ mất rất nhiều thời gian để xây dựng, phục hồi cũng như gắn kết những ngành công nghiệp lại với nhau. Đây không phải là chuyện sẽ thực hiện được trong một vài năm mà sẽ mất hàng chục năm. Thay vào đó, một kịch bản có thể xảy ra. Việt Nam sẽ là nước được hưởng lợi chính từ chính sách này từ nhiệm kỳ trước của ông Trump khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung diễn ra. Cũng như khoảng thời gian sau khi đại dịch COVID-19, chúng ta đã chứng kiến sự dịch chuyển của nhiều công ty từ Trung Quốc đến Việt Nam. Chẳng hạn, các công ty điện tử toàn cầu như Luxe, Jotech,
Foxconn Bergation, Combo tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái. Hulian Ceramic, một công ty gốm sứ, gia dụng hàng đầu, có kế hoạch xây dựng một thung lũng gốm sứ. Silent Group vừa cam kết đầu tư thêm vào nhà máy sản xuất, lúc xe của họ. Lotus Pharma đã thực hiện các thương vụ mua lại để mở rộng sang ngành dược phẩm. Trong khi Delhi Stadionery, Sangoda Junitech, Immersing đều đang thâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam. Và đặc biệt, mới đây nhất chính là lời đề nghị của Elon Musk đưa ra với các đối tác của mình rằng hãy chuyển dịch chuỗi sản xuất ra khỏi Trung Quốc, mà Việt Nam là một điểm đến trong số những quốc gia mà Elon Musk đã chỉ điểm cho những đối tác này. Và Kitchen New Web Corporation, đối tác của Đài Loan, Trung Quốc, cung ứng linh kiện cho SBAC, đang sản xuất bộ định tuyến và thiết bị mạng dành cho Internet, vệ tinh Starlink của Elon Musk tại một nhà máy ở tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Universe Microwave Technology, một nhà cung cấp và sản xuất linh kiện vệ tinh khác của SBAC, đã đầu tư vào một nhà máy tại Việt Nam trong năm nay. Trong một tài liệu chính thức từ công ty Shenmue Technology, nhà cung cấp vật liệu hàn cho bảng Martin, cũng là đối tác cung ứng linh kiện cho SBAC, cho biết vào tháng tướng rằng họ sẽ chi 5 triệu USD để xây dựng một cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Vào tháng 9, có thông tin cho biết SBAC muốn đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, song không nêu chi tiết thời điểm và mục đích của các khoản đầu tư. Như vậy, thực tế cho thấy những tiên đoán về việc Việt Nam sẽ hưởng lợi từ sự dịch chuyển của các dây chuyền ra khỏi Trung Quốc dưới thời ông Trump 2.0 là hoàn toàn có cơ sở. Với vị trí chiến lược quan trọng tiếp giáp với Trung Quốc, nơi cung ứng nguồn hàng hóa, nguyên liệu, quy mô lớn và là một thị trường lớn, Việt Nam có điều kiện để nhà đầu tư tiết giảm chi phí vận chuyển và kết nối ổn định chuỗi cung ứng tại Trung Quốc, cùng với sự hấp dẫn về các cơ chế tự do thương mại này càng mở cửa. Nguồn nhân công dồi dào, chất lượng nhân công đồng đều tốt, chi phí lao động rẻ, tình hình chính trị ổn định. Do đó, Việt Nam được đánh giá là lựa chọn hàng đầu ở khu vực ASEAN trong xu hướng này. Vậy, câu hỏi đặt ra là việc Việt Nam là một sự lựa chọn tốt cho sự dịch chuyển, hoạt động sản xuất từ Trung Quốc, còn đến từ lý do quan trọng nào? Có thể nói, mọi chuyện không tự nhiên mà có. Tại sao cũng ở gần Trung Quốc và có lực lượng lao động dồi dào như Lào, Campuchia, Myanmar lại không được các nhà đầu tư lựa chọn là điểm làm tổ mới, Ấn Độ hay các nước trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng đang cạnh tranh với Việt Nam và ra sức đưa ra những lời mời hấp dẫn. Chính phủ Ấn Độ từng đưa ra một loạt ưu đãi lôi kéo hơn 1.000 công ty Mỹ rời Trung Quốc. Nước này ưu tiên các hãng cung cấp thiết bị y tế, chế biến thực phẩm, dệt may, da và phụ tùng xe hơi. Họ thuyết phục các doanh nghiệp rằng dù tổng chi phí cao hơn Trung Quốc, họ vẫn còn rẻ hơn Mỹ hay Nhật Bản nếu xét về đất đai và lao động lành nghề. Họ cũng cam kết sẽ cân nhắc các yêu cầu cụ thể về thay đổi luật lao động, hoãn áp thuế, giao dịch trực tuyến của các hãng thương mại điện tử. Thái Lan từng bật đèn xanh bằng loạt chính sách thu hút đầu tư mới, gồm các biện pháp về thuế, sửa đổi luật kinh doanh nhằm nới lỏng quy định với đầu tư nước ngoài. Tương tự, Malaysia cũng từng đưa ra một chương trình hỗ trợ đầu tư quy mô khoảng 240 triệu USD nhằm hỗ trợ thuế tài chính cho các doanh nghiệp nước ngoài chọn họ là điểm đến. Thế nhưng, tại sao Việt Nam vẫn được các chuyên gia Mỹ trên FOZB.com đánh giá là tiềm năng nhất cho sự dịch chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang, ngoài những lý do kinh điển đã nói ở trên như về vị trí địa lý thuận lợi, nguồn lao động, chi phí nhân công, thì còn một lý do quan trọng bậc nhất chưa được nói đến, đó chính là nhờ kết quả hành động cũng như tiền ngoại giao đầy khơ của Việt Nam trong thời gian. Rõ ràng, để lôi kéo các nhà đầu tư về phía mình, việc biết rõ về nhau là một lợi thế. Thời gian vừa qua, Việt Nam đã tăng cường đa dạng, đa phương hóa ngoại giao. Chúng ta đã mở rộng mối quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác toàn diện với 30 nước. Mức quan hệ cao nhất đối tác chiến lược toàn diện hiện tại của Việt Nam là 9 nước, có quan hệ kinh tế với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã ký 16 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có nhiều FTA mới. Như vậy, có thể thấy, trong các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam có mối quan hệ đa dạng bậc nhất. Khi đã biết về nhau, Việt Nam cũng đã tạo niềm tin với những quốc gia này bằng cách cho thấy sự thiện chí của mình qua việc cải thiện các cơ chế mở cửa ngày càng thông thoáng. Song song với đó, Việt Nam cũng thể hiện mình là một quốc gia theo đường lối trung lập, yêu chuộng hòa bình và có nền chính trị ổn định bậc nhất. Mặc dù nằm dưới sự cạnh tranh gay gắt trong mối quan hệ với nhiều cường quốc, thế nhưng những bước đi ngoại giao thần sâu của Việt Nam trong thời gian qua không chỉ chứng minh cho chính những cường quốc này mà còn chứng minh cho tất cả các đối tác của Việt Nam thấy được rằng dù có khó khăn như thế nào, Việt Nam sẽ vẫn cố gắng khéo léo cân bằng các mối quan hệ này để góp phần ổn định hòa bình cho khu vực cũng như thế giới. Mà thời gian vừa qua là một loạt nỗ lực ngoại giao của Việt Nam đã được các quốc gia trên thế giới trầm trồ. Không chỉ nỗ lực trong việc đàm phán với Trung Quốc và các nước trong khu vực như Philippines về vấn đề nổ ra trong các tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam cũng không ngần ngại đến Mỹ để tìm kiếm sự hợp tác về quốc phòng hay kể cả kinh tế. Song song với việc cân nhắc mối quan hệ Mỹ-Trung, Việt Nam còn ra sức củng cố nhiều mối quan hệ khác,
Thật bất ngờ khi trong Liên minh châu Âu đang nóng lòng muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam, thì chúng ta đã nhanh chân nâng cấp quan hệ với Pháp lên mức cao nhất, chiến lược toàn diện vào tháng 10 vừa qua. Có thể nói, Pháp chính là dấu chân đầu tiên đưa Việt Nam từng bước xâm nhập vào EU. Và cũng trong tháng 10 này, một hành động ngoại giao của Việt Nam cũng gây bất ngờ lớn, khi chúng ta cũng nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác toàn diện với UAE, chính thức gia nhập vào vùng vịnh. Cuối cùng, mới đây nhất là quyết định nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất với Malaysia, một quốc gia Đông Nam Á khác. Tất cả những hoạt động này cho thấy thời gian tới, Việt Nam sẽ có nhiều sự gắn kết về mặt kinh tế, chính trị, quốc phòng với rất nhiều quốc gia tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Chính sự đa dạng hóa này đã khiến cho Việt Nam có nhiều sự lựa chọn trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là việc thu hút chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang, bởi vì hàng ngàn công ty đa quốc gia đang đặt trụ sở của mình tại Trung Quốc và có thể đón đầu sự dịch chuyển này. Việc tạo dựng tốt những mối quan hệ với những quốc gia đó là rất cần thiết, bởi rõ ràng khi nhà đầu tư muốn đặt niềm tin vào Việt Nam thì ít nhất họ sẽ phải có sự hiểu biết nhất định về Việt Nam và thông qua những hoạt động ngoại giao này sẽ có nhiều sự hợp tác song phương giữa những quốc gia này với Việt Nam, từ đó có nhìn đầy đủ hơn về nền kinh tế của Việt Nam, lựa chọn nên đến không. Và rõ ràng nếu Việt Nam làm tốt, những điều tốt lành sẽ được lan truyền trong những người bạn của chúng ta và việc nhiều nhà đầu tư ồ ạt đến Việt Nam cũng là điều hiển nhiên. Mà những điều này cũng đang được Mỹ công nhận trên trang app ozbes.com. Có thể thấy hiếm quốc gia nào trên thế giới, ngoài trừ các cường quốc hàng đầu, lại có được mối quan hệ đa dạng như Việt Nam của chúng ta. Không những vậy, vị thế của Việt Nam đã được nhiều cường quốc công nhận ngày càng cao trên trường quốc tế và được săn đón từ cả Mỹ và Trung Quốc. Ngay như tâm thế sẵn sàng hiện nay của EU đối với Việt Nam cũng đã cho thấy rõ vị thế của Việt Nam. Ngoài ra vị thế, vai trò của Việt Nam trong nhiều tổ chức trên thế giới cũng được nâng cao thông qua việc xuất hiện ngày càng dày đặc của Việt Nam ở các tổ chức này. Nga đang rất săn đón Việt Nam đến BRICS trong hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua. Mặc dù không có thân phận là chủ tịch luân phiên của một tổ chức nào, Việt Nam vẫn được chủ tịch G20 mời đến dự với tư cách là một quốc gia độc lập, đã cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nền kinh tế Việt Nam. Hay sự việc gần đây chính là việc Việt Nam trúng cử Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2025-2031 với số phiếu cao ngất ngưỡng 175-183, số phiếu ủng hộ cao dành cho Việt Nam phản ánh vị uy tín quốc tế ngày càng của đất nước là thành quả quá trình bồi đắp cùng của viết viên ập quốc. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc, tiếp nối nhiệm kỳ đầu tiên là 2025 với nhiều dấu ấn thành công, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của các nước thành viên Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế với những đóng góp tích cực và xây dựng của Việt Nam trong quá trình tham gia hòa thượng họa là trong hòa sơn sam sơn quỳ nà trong hòa điện tòa. Vâng, như vậy có thể thấy được, không điều gì là đến một cách ngẫu nhiên và dự đoán của trang app ozbes.com rằng Việt Nam có thể trở thành công xưởng sản xuất mới thay thế Trung Quốc là một minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo tài tình và những nỗ lực không ngừng nghỉ trong lĩnh vực ngoại giao của Việt Nam. Thành công này không chỉ là kết quả của một chiến lược ngắn hạn mà là cả một quá trình bền bỉ xây dựng, củng cố và mở rộng quan hệ quốc tế của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã khéo léo tận dụng vị trí địa lý chiến lược, tiềm năng kinh tế và sự đoàn kết nội bộ để định vị mình như một đối tác đáng tin cậy trên trường quốc tế. Việc Việt Nam được các quốc gia Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc đều phải công nhận những thành tựu ngoại giao vượt bậc không chỉ là lời khẳng định về khả năng ngoại giao mềm mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Việt Nam trong khu vực và toàn cầu. Một yếu tố quan trọng khác góp phần nên sức hút của Việt Nam trên trường quốc tế chính là môi trường chính trị ổn định. Trong khi nhiều quốc gia đang phải đối mặt với bất ổn chính trị, xung đột nội bộ hoặc những biến động xã hội, Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định vững chắc. Điều này không chỉ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài mà còn đảm bảo một môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và thực hiện các chiến lược đối ngoại dài hạn. Ổn định chính trị là nền tảng quan trọng để Việt Nam thực hiện thành công các chính sách hội nhập quốc tế và thúc đẩy hợp tác đa phương. Chính sách đối ngoại hòa bình, tự chủ và linh hoạt của Việt Nam cũng là điểm sáng nổi bật trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt giữa các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc. Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh vượt trội khi duy trì các mối quan hệ cân bằng với cả hai phía. Việc Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại Tự do CPTPP, EFTA hay các FTA, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ song phương với Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia ASEAN khác, đã mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút đầu tư và công nghệ cao, tạo điều kiện để trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới. Hơn nữa, trong mọi hoạt động ngoại giao, Việt Nam luôn giữ vững lập trường độc lập, bảo vệ lợi ích quốc gia nhưng vẫn tôn trọng luật pháp quốc tế. Chính cách tiếp cận khéo léo này đã giúp Việt Nam không chỉ vượt qua những thách thức trong các vấn đề như Biển Đông,
mà còn thể hiện vai trò dẫn dắt trong các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc hay ASEAN. Những lời tiên đoán từ các nhà phân tích quốc tế cho rằng Việt Nam có thể trở thành người chiến thắng địa chính trị trong thế kỷ 21 đã không phải là sự phóng đại, mà chính là thành quả từ những nỗ lực ngoại giao bền bỉ, sự lãnh đạo tài tình, sự ổn định chính trị và sự đoàn kết toàn dân tộc với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm không ngừng nghỉ. Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục vươn cao và trở thành một ngôi sao sáng trong bản đồ địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Vâng, chỉ Việt Nam mới có một vị lãnh đạo mà người dân cảm thấy gần gũi, thân thiện và còn thả tim với người dân. Điều này thể hiện sự mộc mạc, giản dị, hiếm có, khiến không chỉ người dân Việt Nam mà cả cộng đồng quốc tế cảm nhận được sự tình cảm và chân thành mà Thủ tướng dành cho nhân dân mình. Kính thưa quý vị, thế giới của chúng ta thật sự rất phong phú và đa dạng, với nhiều nền văn hóa, chủng tộc và màu da khác nhau. Mỗi đất nước, mỗi dân tộc đều có những kỳ vọng và ước mơ riêng về người lãnh đạo của mình. Thế nhưng có một điểm chung mà người dân ở bất kỳ quốc gia nào, dù có sự khác biệt về nhiều mặt, vẫn luôn mong muốn ở một người lãnh đạo, đó chính là sự gần gũi, thân thiện và dễ tiếp cận. Đây là một điều tưởng chừng như giản dị và dễ dàng, nhưng lại trở thành sự xa xỉ mà người dân ở nhiều quốc gia không thể có được từ những người lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chúng ta lại chứng kiến được những lãnh đạo thực sự làm được điều này, và Bác Hồ chính là tấm gương sáng nhất về sự giản dị và gần gũi với dân. Chính vì sự gần gũi, thấu hiểu và chia sẻ với nỗi niềm của dân mà Bác Hồ không chỉ là một nhà lãnh đạo vĩ đại, mà còn là người được dân yêu thương, ủng hộ và luôn ghi nhớ. Tiếp nối truyền thống cao đẹp ấy, Việt Nam ngày nay đã có nhiều thế hệ lãnh đạo kế thừa phong cách giản dị, gần gũi và thân thiện với dân. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là một trong số đó. Và giờ đây, chúng ta lại tiếp tục thấy những hình ảnh giản dị, gần gũi với nhân dân trong phong thái của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mới đây nhất là những hình ảnh của ông trong chuyến thăm kiều bào nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 8 và thăm làm việc tại Trung Quốc từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 11 năm 2024. Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay từng kiều bào Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Trung Quốc hay một hành động thả tim đầy dễ thương của ông đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Điều này khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là người Trung Quốc, không khỏi trầm trồ và tự hào khi thấy Việt Nam có một nhà lãnh đạo cấp cao nhưng lại gần gũi với nhân dân, điều hiếm có trên thế giới. Vậy cụ thể, những ấn tượng về một người lãnh đạo giản dị, thân thiện với nhân dân của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cộng đồng mạng thế giới, và đặc biệt là trong mắt người dân Trung Quốc, được thể hiện ra sao? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu qua video số này. Trước đó, trong chương trình tham dự các hội nghị thuộc cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại các thành phố Trùng Khánh và Côn Minh. Trong cuộc trò chuyện với lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại các thành phố này, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại đây. Ông bày tỏ xúc động trước tình cảm nồng ấm của bà con, đồng thời mong muốn lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, làm ăn, sinh sống tại Trung Quốc luôn mạnh khỏe, đoàn kết, hạnh phúc, tiến bộ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trên bất kỳ lĩnh vực nào. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hiện nay có hơn 6 triệu người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, công tác, kinh doanh, làm ăn và sinh sống tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn hướng về cội nguồn, dù ở bất kỳ nơi đâu hay làm bất kỳ công việc gì. Kiều bào ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Tính đến nay, kiều bào đã có 385 dự án đầu tư tại Việt Nam với số vốn đăng ký hơn 1,72 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, có hàng ngàn dự án với sự góp vốn của người Việt Nam ở nước ngoài, riêng kiều hối năm 2023 đạt mức cao khoảng 14 tỷ đô la Mỹ. Tự hào trước sự kết nối và phát triển lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, đổi mới, sáng tạo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt pháp luật, hòa nhập với cuộc sống sở tại, luôn hướng về quê hương đất nước. Ông nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân trong cộng đồng đều có thể trở thành một đại sứ vun đắp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước, vừa là đồng chí, vừa là anh em, Việt Nam Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thủ tướng cũng căn dặn cán bộ và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, đặc biệt tại Vân Nam, cần chăm lo, gắn kết, phát triển cộng đồng lớn mạnh hỗ trợ, giải quyết kịp thời các đề nghị, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con. Ông nhấn mạnh rằng cần giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho bà con, nhất là trong những lúc khó khăn, với tinh thần trách nhiệm và nghĩa đồng bào. Cũng trong các chuyến thăm kiều bào tại Trung Quốc này, những hình ảnh cực kỳ gần gũi, thân thiện của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã được lan truyền, chia sẻ. Những hình ảnh đó đã khiến cho cộng đồng mạng thế giới, đặc biệt là người Trung Quốc, cực kỳ ấn tượng. Chúng ta đều biết rằng, trong thế giới chính trị, nơi dường như chỉ tồn tại tính hình thức và sự trang trọng, phong thái của Thủ tướng Phạm Minh Chính rõ ràng đã mang đến sự độc lạ hiếm có. Không chỉ giao lưu với các quan chức cấp cao của Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn dành sự quan tâm sâu sắc tới cộng đồng Việt Nam đang học tập và sinh sống tại đây.
Những video ghi lại cảnh Thủ tướng Tây bắt mặt mừng, ân cần thăm hỏi, động viên kiều bào đã khiến cho cộng đồng mạng của Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung không khỏi bất ngờ và xúc động. Điều khiến họ đặc biệt ấn tượng chính là cách Thủ tướng của chúng ta đối xử với mọi người một cách chân thành, tôn trọng, không phân biệt tuổi tác hay địa vị và đặc biệt là không có khoảng cách. Hành động này đối với người dân Trung Quốc là một sự khác biệt lớn bởi hình ảnh lãnh đạo cấp cao thể hiện sự thân mật và gần gũi như vậy là rất hiếm hoi. Bên cạnh sự gần gũi của Thủ tướng, cộng đồng mạng Trung Quốc còn bày tỏ sự kính trọng đối với người Việt Nam không chỉ vì tình yêu đất nước mà còn vì tình đoàn kết mạnh mẽ. Khi chứng kiến những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần, chăm sóc, động viên người dân của mình, nhiều người Trung Quốc đã cảm nhận được một giá trị sâu sắc, đó là lãnh đạo Việt Nam luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Họ nhận ra rằng tinh thần cộng đồng của người Việt Nam không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn được thể hiện rõ qua hành động thiết thực, như sự quan tâm và gần gũi của Thủ tướng đối với từng kiều bào tại Trung Quốc. Trong những video đã đăng trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng của Trung Quốc đã bình luận rằng người dân Việt Nam thật may mắn vì có một vị lãnh đạo như vậy. Họ có thể dễ dàng gặp gỡ lãnh đạo của mình ở bất cứ đâu. Còn tôi chẳng biết thị trưởng quê mình trông như thế nào. Qua chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ thể hiện sự gần gũi với kiều bào Việt Nam mà còn gián tiếp truyền tải những giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt đến với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là người dân Trung Quốc. Những phẩm chất như giản dị, gần gũi với dân, cùng lòng yêu nước sâu sắc đã giúp Thủ tướng tạo dựng một hình ảnh đẹp đẽ, khiến cho bạn bè quốc tế phải ngưỡng mộ. Đặc biệt, nhiều cư dân của Trung Quốc còn bày tỏ sự tự hào đối với Việt Nam và mong muốn lãnh đạo đất nước của họ có thể học được tinh thần này. Và có những bình luận thẳng thắn chia sẻ rằng, trông giản dị quá, chắc chắn là một quan chức giỏi và chính trực. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ ngày càng hạnh phúc và mạnh mẽ hơn trong tương lai. Vâng, những phản ứng từ cộng đồng mạng Trung Quốc không chỉ thể hiện sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, mà còn là sự trân trọng đối với phong cách lãnh đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, một người luôn lấy dân làm gốc và coi trọng mối quan hệ gần gũi với nhân dân bất kể họ ở đâu. Vậy thì cụ thể những nhận xét như thế nào về Thủ tướng Phạm Minh Chính của chúng ta như đã nói ở trên? Đã có rất nhiều ý kiến, nhưng chúng ta hãy cùng điểm qua một số ý kiến nổi bật, nhận được nhiều sự đồng tình nhất của người dân Trung Quốc. Đó là nhận xét như sau đây, có phải là Thủ tướng Việt Nam luôn ăn mặc đơn giản và thân thần số video nói về? Đây là một đạo thông giảng trong chửi quá, xem một số video nói về. Đây là một đạo xem một số video nói về ông ấy đã xem một số. Việt Nam sẽ ngày càng hạnh phúc và mạnh mẽ hơn trong tương lai. Lãnh đạo này của Việt Nam quá không giống như quan chức ở quê tôi, đến làm việc ở địa phương cũng phải trải thảm đỏ đón tiếp, hay như họ nên học hỏi cách làm việc này của Việt Nam. Tôi xin gửi lời chúc phúc đến người dân Việt Nam, hay như một cư dân đã đưa ra nhận xét rằng, nhưng video này chỉ để làm cảnh diễn thôi, bất cứ quan chức nào trên thế giới đều căng, và kinh thường dẫn đó đứng sang hiện chế sở ước độ căng và kinh thường người dân. Nhưng nếu bạn thường bắt gặp những video thú vị về Thủ tướng này của Việt Nam, bạn sẽ có suy nghĩ khác và một bình luận nữa cho rằng, đây là cán bộ giỏi, làm những việc thiết thực cho dân. Bạn có thể nhìn kỹ đôi mắt quầng thâm sâu của ông ấy, có vẻ như ông ấy thường xuyên thức khuya. Quê chúng tôi cũng là một nhóm các quận trưởng rất bận rộn trong lĩnh vực vệ sinh và quản lý thành phố. Khi đi thị sát thường chỉ này chỉ kia không giao lưu với người dân như vậy, hay một cư dân, tôi nay đã 60 tuổi rồi mà vẫn chưa biết thị trưởng trông như thế nào, nhưng tôi lại biết nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam hơn cả Trung Quốc. Tôi có thể không gặp thị trưởng quận hoặc thị trưởng cho đến khi tôi chết, hay các bí thư thôn của chúng tôi cũng sẽ không tiếp xúc gần gũi với quần chúng đầy. Một người phụ nữ ưng dân khó gặp được quan huyện, còn những người dân Việt Nam có thể dễ dàng bắt gặp Thủ tướng ở bất cứ đâu. Nếu Thủ tướng Việt Nam có dịp đến Trung Quốc vào một thời gian khác, tôi xin phép được mời ông ấy đến nhà tôi ăn cơm. Hay tôi rất ấn tượng với phong thái làm việc của người này, người dân Việt Nam có một tương lai sáng. Việt Nam đang nắm bắt cơ hội hội nhập vào các nhóm tiên tiến và phát triển nhanh chóng. Và còn rất nhiều những bình luận nữa, nhưng tiểu chung đó là ca ngợi Thủ tướng Phạm Minh Chính thực sự là một nhà lãnh đạo gần gũi và giản dị, luôn thể hiện sự quan tâm và yêu thương đối với nhân dân. Vâng, đó là một trong những bình luận nhận được sự đồng tình nhất của cư dân mạng Trung Quốc. Có thể thấy rằng, đối với những hành động thân thiện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiều người đã tỏ rõ sự nghi ngờ và cho rằng đây chỉ là sự sắp đặt. Thế nhưng, gần như ngay lập tức, sự nghi ngờ này đã được chính người Trung Quốc giải thích khi cho biết bạn của họ là một trong số những người Việt Nam trong video và khẳng định đây không phải là sự giàn dựng. Thực ra thì dù có gian dựng hay không, đã là phong cách bản sắc ngoại giao của một người rồi thì sẽ rất khó để gian dựng. Người ta có thể gian dựng 1 đến 2 video, nhưng liệu có thể gian dựng suốt quá trình hàng chục năm làm việc được hay không, điều này là không thể. Mà giống như người Trung Quốc phía trên đã nói, có thể bạn sẽ nghĩ video này là gian dựng, thế nhưng khi xem quá nhiều video về sự thân thiện của bác Chính thì bạn sẽ hiểu điều này không thể nào là gian dựng. Nhiều người Trung Quốc cũng cảm thấy khó tin, đúng thôi, vì họ chưa bao giờ có một nhà lãnh đạo mà gần dân như vậy. Mà có lẽ không chỉ người Trung Quốc, mà phần lớn lãnh đạo trên thế giới đều rất khó gần.
Chỉ có Việt Nam mới có nhiều tầng lớp xuất thân từ những người con của những tầng lớp nhân dân bình thường, nên sự gần gũi và đồng cảm sâu sắc như bác Hồ Chủ tịch của chúng ta cũng có xuất thân từ nhà nho nghèo, hay cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng xuất thân từ gia đình thần nông, và Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay thì cha ông làm công chức địa phương tòm mẹ của ông làm ruộng. Có lẽ không nên đặt nặng vai trò xuất thân, thế nhưng rõ ràng chúng ta không thể phủ nhận rằng những người lãnh đạo có xuất thân gần gũi với tầng lớp dân lao động thì họ sẽ có những sự đồng cảm sâu sắc, từ đó mà gần gũi, thấu hiểu, sẻ chia với nhân dân của mình nhiều hơn. Ngoài ra, người Trung Quốc ấn tượng mạnh với bác Chính cũng là điều dễ hiểu. Trên thế giới mà không phải đâu xa, ngay ở Việt Nam chúng ta hay là Trung Quốc, thì việc những người có một tí chức tước quyền hành lại trở nên khó gần, hống hách nhiều vô kể, chưa nói là đa số. Đáng nhẽ ra, lãnh đạo phải là người gần gũi nhất để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, thì họ mới có những quyết sách tối ưu nhất, thì đa số họ lại làm những điều ngược lại. Họ không hiểu địa vị của mình do chính người dân bầu mà có, thế nhưng khi có quyền cao chức trọng, họ lại xem thường hoặc tự cho mình cái quyền cao hơn người dân, từ đó mà chảnh chọe, hống hách. Như những gì mà người dân Trung Quốc đã nói ở trên, mặc dù chỉ là các quan địa phương, khi đi thị sát thực tế, họ đã thể hiện sự hống hách qua việc phải trải thảm đỏ và một tay vắt sau lưng, một tay chỉ trỏ mà không hề tay bắt mặt mừng với người dân, không phân biệt ra trẻ gái trai, giàu sang hay nghèo hẳn, có chức vị hay không, như bác Chính đã và đang làm. Giữa lãnh đạo và dân luôn có khoảng cách địa vị chức sắc như vậy, thế nên không khó để hiểu được vì sao người Trung Quốc lại có ấn tượng mạnh về những hành động thân thiện của bác Chính đối với kiều bào Việt Nam tại Trung Quốc như vậy. Vâng, có lẽ các bạn của Trung Quốc, bất cứ thời đại nào thì một quốc gia muốn ổn định phải có được lòng dân. Khi có lòng dân là sẽ có tất cả, lòng dân chính là ý trời. Nếu không biết dựa vào lòng dân thì chế độ đó sẽ chịu thất bại. Qua đó, bài học về việc lấy dân làm gốc một lần nữa được minh chứng qua sự thất bại của triều đại nhà Hồ trong bối cảnh nước mất nhà tan. Họ đã không nhận thức đầy đủ về chân lý này, dẫn đến việc bị giặc Minh xâm lược một cách khủng khiếp. Nguyễn Trãi, khi đại diện cho vua Lê Lợi viết bình Ngô Đại Cáo, đã khẳng định rằng việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Ông nhấn mạnh, quốc gia muốn tồn tại lâu dài và vững mạnh phải dựa vào sức dân, đặt mục tiêu yên dân là trên hàng đầu. Chỉ khi dân yên thì nước mới thịnh trị, nếu mất lòng dân, triều đại đó chắc chắn sẽ sụp đổ. Người lãnh đạo phải thấu hiểu rằng dân là gốc, vì vậy bất cứ việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ nhất cũng phải thực hiện. Ngược lại, bất cứ điều gì có hại cho dân, dù nhỏ cũng phải tránh. Câu nói dễ trăm lần, không dân cũng khó, vạn lần khó dân liệu cũng xong đã khẳng định sức mạnh nội lực của nhân dân. Chính vì thấm nhuần tư tưởng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chiếm trọn tình cảm của người dân. Tinh thần thương người như thể thương thân của Thủ tướng đã được thể hiện qua câu ca dao lá lành đùm lá rách, trở thành triết lý sống và hành động trong mọi công việc, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc và trách nhiệm với nhân dân. Và có lẽ việc sinh ra trong một gia đình đông anh em tại vùng quê nghèo lại trải qua những thời gian đất nước đang còn gian khổ, đã hình thành nên cho ông những giá trị nhân văn sâu sắc và tình cảm gắn bó chặt chẽ với cộng đồng. Điều này không chỉ thể hiện trong cách ông sống mà còn trong phong cách lãnh đạo của ông. Một phong cách luôn gần gũi, thân thiện với mọi người xung quanh. Ông như một tổng tư lệnh trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19, ông thể hiện tính cách mạnh mẽ và nguyên tắc của một người lính sẵn sàng hành động quyết liệt vì lợi ích của dân. Ông không ngần ngại khiển trách những cấp dưới lơ là thiếu trách nhiệm hoặc có hành động vòng vo không cần thiết. Bởi Thủ tướng hiểu rằng mỗi quyết định, mỗi hành động của đội ngũ lãnh đạo đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Thủ tướng luôn nhấn mạnh rằng trong thời điểm khủng hoảng, trách nhiệm của lãnh đạo không chỉ là đưa ra chỉ thị mà còn là dẫn dắt, động viên và truyền cảm hứng cho nhân dân. Ông đã có mặt ở những điểm nóng, lắng nghe ý kiến của người dân, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp và kịp thời. Sự quyết liệt trong công việc của ông không chỉ là biểu hiện của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn mà còn lòng yêu thương và trách nhiệm với dân tộc, với từng người dân dù là những thời khắc khó khăn nhất. Hay như trong cơn bão giá vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính không ngần ngại đích thân lội buôn lên khảo sát làng bị ảnh hưởng. Mới mà trận bão vừa qua đã biến thành một cảnh tượng hoang tàn ngổn ngang. Khi chứng kiến bà con nơi đây bị chôn vùi trong đống đổ nát, ông đã bật khóc. Những giọt nước mắt của một người lãnh đạo không chỉ là nỗi đau chung với những mất mát của người dân, mà còn là quyết tâm và hành động mạnh mẽ, quyết liệt để giúp bà con vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Thủ tướng không chỉ đến đây với tư cách của một người lãnh đạo, mà còn như một người con của vùng đất này, chia sẻ nỗi đau, sự mất mát của đồng bào. Ông liên tục chỉ đạo sát sao các lực lượng cứu hộ, động viên tinh thần mọi người, yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, không bỏ sót một người dân nào và phải làm sao để mọi người sớm có được nơi ăn chốn ở ổn định. Sự sát cánh của Thủ tướng như một luồng sức mạnh truyền động lực và niềm tin cho bà con rằng, dù khó khăn đến đâu, nhà nước và nhân dân sẽ cùng nhau vượt qua, đứng lên từ đống đổ nát, xây dựng lại cuộc sống tươi sáng hơn. Và qua đây, những gì mà người dân Trung Quốc nhìn thấy được, hình ảnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ là biểu tượng của một nhà lãnh đạo tận tâm, mà còn là hình mẫu của sự giản dị, gần gũi và đầy trách nhiệm.
những khoảnh khắc ông bắt tay, trò chuyện chân thành với kiều bào ở bên Trung Quốc hay là thả tim và chào tạm biệt thân thiện đã gây ấn tượng mạnh mẽ và khiến cho nhiều người phải xúc động từ những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đó. Người xem đã cảm nhận được sự chân thành và tinh thần phục vụ nhân dân của một vị lãnh đạo quốc gia. Đây không chỉ là những hành động mang tính hình thức, đó là minh chứng sống cho một phong cách lãnh đạo mới mẻ, gần gũi và đầy cảm hứng, trong đó có sự kết nối nhân dân được đặt lên hàng đầu. Những hình ảnh này của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với người dân vượt qua khó khăn hoạn nạn trong suốt thời gian vừa qua, cùng với những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà con kiều bào ở Trung Quốc nhân chuyến công tác, không chỉ gây dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân Việt Nam và Trung Quốc, mà còn xây dựng một hình ảnh tích cực về Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là hình ảnh của một đất nước đang vươn lên mạnh mẽ, phát triển toàn diện, trong khi vẫn duy trì và phát huy các giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và hòa hiếu. Lời chúc tốt đẹp của người dân Trung Quốc dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Việt Nam không chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một nhà lãnh đạo gần gũi, mà còn phản ánh một mối quan hệ gắn kết giữa hai quốc gia láng giềng. Nó cũng thể hiện niềm hy vọng về một tương lai hợp tác bền chặt và sự phát triển cùng nhau, trong đó Việt Nam và Trung Quốc có thể chia sẻ cơ hội, cùng nhau tiến bước, vươn tới những thành công chung. Mọi lời nói thì có thể dài dòng, thế nhưng để tóm tắt về việc phong cách lãnh đạo của Phạm Minh Chính đã gây ấn tượng mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào, ekip xin mượn một câu nói của Hồ Chủ tịch để kết thúc video này: muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém, dân là gốc, mọi việc làm được hay không là ở nơi dân. Mắc bệnh quan liêu, xa dân sẽ không nắm được dân thì khó biến chủ trương, đường lối của Đảng thành hiện thực. Mặt khác, nạn tham nhũng, tiêu cực, thói hách dịch, phiền nhiễu nhân dân là điều đáng quan ngại. Nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi sẽ làm cho dân mất niềm tin mà xa đảng, xa cán bộ thì nguy cơ thật khôn lường, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Còn quý vị nghĩ sao về Thủ tướng Phạm Minh Chính xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh và ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.